Đây chính là cây hồ lô trà các bác này. Hôm trước Quân với thầy Tuất đi lên rừng lấy về đấy. Cây này là một trong vị thuốc chữa hiếm muộn, Quân sử dụng rất là nhiều và hôm nay đang phơi. Còn bên này là một cây thuốc mà nhiều bác cũng quan tâm. Có một bác là yêu cầu Quân quay về một cây thuốc để trị trong hợp bị chảy máu hay gọi là xuất huyết dạ dày. Đấy thì đây là một trong vị thuốc rất là hay. Cây này ấy, thì ngoài tác dụng là điều trị trong hợp bị chảy máu dạ dày, nó còn điều trị trong hợp bị chảy máu đường tiết niệu. Ví dụ như là khi mà điều trị sỏi đường tiết niệu thì dùng những cây thuốc đẩy cái sỏi ra, phá rồi đẩy cái sỏi ra qua đường tiết niệu, mà cái đường tiết niệu hẹp thì nó sẽ gây chảy máu, đấy, gây viêm nhiễm. Thì cây này là cái cây đặc trị vấn đề chảy máu, xuất huyết và bị viêm nhiễm ở bên trong. Đấy, gồm có ví dụ như là đường tiết niệu này, rồi chảy máu dạ dày này. Đấy, là cây này rất là công hiệu. Cây này là cây gì và đặc điểm hình thái tự nhiên nó ra làm sao? Thì mời các bác theo dõi video ngày hôm nay. Quân quay lại một đoạn sử dụng, một đoạn ở trên rừng, Quân trực tiếp lên quay cây thuốc này. Đấy. Và trong cái bài thuốc chữa sỏi thận này, sỏi tiết niệu thì cần phải sử dụng những thuốc phá, sau đó là đẩy sỏi đi. Và sau khi mà đẩy sỏi, trong quá trình đẩy sỏi thì khi đi tiểu thì các bác sẽ bị đau rát, buốt và có thể là xuất huyết thì sử dụng cây này. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, bác nào mà bị bệnh đau dạ dày, viêm loét dạ dày lâu năm mà đi đại tiện có phân màu đen, tức là nó đã bị xuất huyết bên trong, thì trước khi điều trị dạ dày thì cần phải uống cái cây thuốc này để nó cầm được cái huyết đấy lại đã. Đấy, sau đó là sẽ tiếp tục dùng thuốc điều trị bệnh dạ dày. Thì Quân sẽ giới thiệu cho bác cái cây thuốc rất là công hiệu này, cực kỳ công hiệu trong việc điều trị những bệnh lý xuất huyết bên trong các bác nhé. Mời các bác cùng theo dõi. Cây này dạng dây và nó có tên đó là dây tơ mành. Tại sao lại gọi như vậy? Tí nữa Quân sẽ phân tích cho bác. Thì đây là cái dây, đây bác, cái dây ngọn. Đây ạ. Cái lá non ấy, cái lá già nó sẽ sẫm màu hơn. Đây các bác, lá già đây ạ. Đó. Và dưới này là dây nó mọc trườn lên những cây khác đây. Cái cây này thì dạng dây và nó thường là nó sẽ mọc lên, vươn dài và leo vào những cái cây khác. Đây cái lá nó đây ạ. Cuống lá khá dài. Từ 7 đến 10 cm. Đây cuống lá đây ạ. Bề mặt lá thì nhẵn bóng các bác. Lá hình trứng. Mép lá không răng cưa. Đấy, mặt dưới thì cân rõ rệt. Ở trên lá thì có một cân chính và từ 5 đến 6 cặp cân phụ các bác nhé. Đây chính là cái hình dáng cái lá của dây tơ mành. Thì tại sao người ta lại gọi là dây tơ mành? Đấy các bác thấy chưa? Có những cái sợi tơ đấy. Đây ạ, đấy. Chính là cái nhựa của lá này. Và nó sẽ tạo thành những cái sợi tơ giống như là cái sợi tơ nhện. Do vậy là cái cây này nó có tên là dây tơ mành các bác nhé. Đấy các bác thấy chưa? Đấy. Cái lá khi vò, khi vò nhai thì nó có vị đắng và nó có một chút chất nhớt các bác nhé. Nó vị khá là đắng đấy. Khá là đắng. Dựa vào những đặc điểm này thì các bác có thể là nhận biết được cái dây tơ mành ở trên rừng.
cái nước sắc nó ra màu như này các bác. Đấy. Cái dây này các bác biết rồi này, cái lá các bác biết rồi này, còn đây là cái nước sắc. Bây giờ con sẽ cho bác biết là cái vị của cái nước này như nào các bác nhé. Vị nó hơi đắng các bạn, hơi đắng và cũng rất là dễ uống, không phải là khó uống. Thì cái thuốc này dùng trong trường hợp nào? Như ở phần đầu video con đã chia sẻ cho bác. Thứ nhất đó là xuất huyết dạ dày. Thứ hai đó là xuất huyết đường tiết niệu, đi tiểu tiện, ra máu. Rồi trong trường hợp hỗ trợ điều trị, những trường hợp ví dụ như là bị sỏi thận mà đẩy cái viên sỏi ra, bị sỏi mật đẩy viên sỏi ra, bị sỏi đường tiết niệu đẩy những viên sỏi ra, thì trong quá trình đẩy thì nó sẽ bị tắc hoặc là nó sẽ làm cho cái đường tiết niệu bị xuất huyết và gây đau, để nó cầm cái máu lại và nó giúp là chống viêm. Đấy là công dụng của thuốc này là như vậy. Đấy, rồi trong trường hợp bị xuất huyết dạ dày là đi đại tiện ra phân đen thì cũng dùng cái thuốc này. Cái thuốc này rất là công hiệu các bác nhé, rất là công hiệu. Đây này các bác này, cái thớ như thế này đây, dây này là to đấy, nó là dây tơ mành đó nhé. Nhưng mà dây tơ mành ở trong tự nhiên là có hai loại, cái loại mà dùng để cầm máu chống viêm là cái loại dây tơ mành lá bóng, cái lá nó bóng như quân đã cho bác xem ấy. Còn một loại nữa đó là lá nó không bóng, tức là lá có lông ấy, thì dùng để giúp nối gân và giúp liền da. Đấy, cái này thì là lá bóng thì dùng ở bên trong để chống xuất huyết này. Đấy, một cây thuốc rất là điển hình, rất là tuyệt vời mà muốn chia sẻ cho bác. Những bác nào mà đang bị bệnh lý về đường tiết niệu, ví dụ sỏi đường tiết niệu, những bệnh lý ví dụ như bí tiểu tiện, rồi sỏi thận, sỏi mật, đấy, rồi đau dạ dày, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Quân qua số điện thoại Quân để trên màn hình. Đấy, Quân sẽ tư vấn cho bác những cái vị thuốc, những cái bài thuốc trong dân gian mà có thể là lấy thuốc trong tự nhiên trực tiếp được để các bác sử dụng các bác nhé. Cảm ơn các bác đã đồng hành theo dõi. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái thuốc, vị thuốc, những bài thuốc trong dân gian Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.